Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kiến của Kỳ Sương. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và bên em trong suốt năm qua. Bác nào mà chưa kênh em nhấn đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để tránh mất thời gian. Em vào phiên ngày hôm nay, em về một kính đó là dây băng Aviator xanh 84, mắt màu xanh ngầm muốn RB3. Cái kính này sản xuất dàn thập kỷ 6770, bọc vàng 10K gold fill. Trước tiên đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó chi tiết bên trong bao gồm có cái gì? Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi và kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng dành mặt chiếc thành tích của bán hàng bán hàng. Cái kính này, cái chuôi này thì nó thay rồi, còn lại tất cả là nguyên zin hết nhé. Chính vì thế giá rất rẻ, hồi sau sẽ rõ. Trước tiên thì đi vào phần phần này thì em có chia sẻ một đôi chút về vấn đề là đính chính lại cho các bác khỏi hiểu lầm là kênh kính cổ kính xưa. Duy nhất công địa chỉ là ngõ 390 Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo nhé. Còn hiện ngay ở Hà Nội cũng như ở trong Sài Gòn và miền Nam một số tỉnh là có những kênh nó giả danh là kính cổ kính xưa, như đồng hồ kính cổ kính xưa lên một lô kính là ba mấy cái, 7-9 cái hay 10 mấy cái hay mấy cái này, đấy là giả danh nhé. Và bán hay bán cái hàng của Nhật và hàng của châu Á, một số nước châu Á sản xuất gọi là hàng tái bản, hàng sản xuất nước thứ hai, hàng chuẩn đo hai. Còn riêng bên kính cổ kính xưa của em từ xưa nay là chỉ bán hàng chuẩn đo một, sản xuất tại chính thứ nhất. Chẳng hạn như dây băng Mỹ này sản xuất tại Mỹ luôn vào những thập kỷ 60-70 nhé. Còn trong khi đó những kênh giả kênh nhái kia hay bán cái hàng trà trộn fake lên một lô kính 39-79 cái, một nửa thật dởm giả trà trộn, nó lộn tùm lum tùm la. Chính vì đó là em phải đính chính lại, cho nên là không bác là hiểu lầm bảo là chi nhánh duy nhất một địa chỉ trụ sở chính ở ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội duy nhất thôi nhé, và số điện thoại là 0916566826. Vâng, bây giờ đi chi tiết của cái kính này. Đỉnh cầu chuyên là BLC băng USA, em sẽ đi lướt qua thôi, bởi vì trong suốt thời gian là 6 năm qua em triển khai trên kênh rút, đặc biệt là bán tại nhà cũng như ngoài Trần Trinh là rất lâu rồi, hơn 20 năm khẳng định giá trị thương hiệu rồi, số điện thoại cũng hơn 20 năm rồi. Gầm cầu dưới là có BLC 10K Gold Fill, rất rõ ràng nha, con này version chơi cờ, giá cực kỳ mà anh hồi sau sẽ rõ. Phá giá thị trường luôn đấy. 6.6 triệu hay gọi là 6.600k, 6.6 triệu hay gọi là 6.600k. Sản phẩm bán ra luôn luôn, bán trên bán đất toàn cầu, trên toàn ánh phẩm quan tâm về giá cả và trên sản phẩm. Về hình thức mua bán là giao hàng đều ghi dưới video, về thời gian cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 23 giờ. Cũng là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào kể ngày lễ Tết, với điều kiện điện thoại trước, tránh tình trạng xuất quá gửi hàng, giao đồ cổ xưa. Và đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bản thân. Đó, các bác mua đâu mua nên lựa chọn cái địa chỉ lâu năm gắn liền với thương hiệu rồi thì mua cực kỳ yên tâm. Đấy. Các bác lưu ý nhé, đến với điện thoại trước để em nguyên tiếp bán từ xa tại ngõ 390 Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn. Chuyên sâu đồ cổ xưa đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi mua cái số đồ cổ xưa lâu năm, hơn 20 năm có thương hiệu uy tín rồi và số điện thoại cũng hơn 20 năm rồi thì cực kỳ yên tâm. Đảm bảo pháp nhân pháp bí, còn tránh tình trạng mua ở chỗ mà địa chỉ nó không rõ ràng, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại thì không nên mua, đừng bao giờ mua. Vì chỗ đấy rất là rủi ro. Bởi vì là khi mà nó cứ hẹn linh tinh rồi hẹn Hồ Lan Bá, Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán ở cảng cát Hà Nội, rất nhiều anh em bị dính. Và khi em đi thẩm định định giá đồ cũng như một số bác mang đồ đến nhà em nhờ em thẩm định, mà thấy điều rằng là các bác bị dính hết trong cái chiêu trò thế. Đấy, vậy nó không có địa chỉ mà thay đổi chỉ thay đổi số điện thoại lượt liên văn tục. Thứ hai là cái kênh đó, cái trang đó lập lên rất là lên rất nhanh gù gù thì phải đặt câu hỏi nghi vấn, đó là đang khuyên đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale đấy. Bởi vì là mới làm được 1 năm, năm dưới 2 năm nữa 10.000, 15, 20.000 đăng ký kênh phải xem xét lại. Thứ ba đó là nó không bao giờ địa chỉ để một số điện thoại không, mà số điện thoại toàn tam quý tứ quý cũng hết sức cảnh giác. Đấy, một số anh em bị dính kinh cơ là dính của số tam quý tứ quý đấy. Và dây băng Amor cũng dính. Bởi vì nó không có địa chỉ, nó có nơi có địa chỉ nó hay đổi địa chỉ. Nó mua số điện thoại không thì đấy là cực kỳ là rủi ro. Đấy nha, dây băng Aviator xanh em uống nhá, con là đẹp xuất sắc rồi, không vấn đề gì cả, mỗi là cái chuôi thôi. Thì em đã nói phần đầu rồi. Đấy, chính vì thế là chua nó thay giò thì chính vì thế giá rất rẻ, có 6.6 triệu, gọi là 6.600k, mắt còn zin đẹp và chưa sức gì cả, là xanh ra 4 đời 3. Thì cái mặt dòng này mắt lại đi vào mùa đông thì cực kỳ ok, bởi vì cái dòng mắt này nó rất là dịu đấy. Phiên kính này là kết thúc, rất cảm ơn bác xem video, xin chào các bạn phía sau. Bác này như quý kính của xin có nút đăng ký kênh mà đó có phải bên dưới video, nó bịt được quả chuông để mỗi khi lên kênh thống thu giữ thì em tiếp tục điện thoại phát luôn là ngay cho nóng để lâu nó nguội lạnh, vì trời mùa đông rồi rất là nhanh lạnh nhanh tối. Và xin chào các bác nha.